camera, mic sound, chuyên quay phim, đám cưới, văn nghệ, mừng nhà mới. Mọi chi tiết xin liên hệ 033 9146 950. Xin chân thành cảm ơn quý khách.
Để quý vị khách quý một năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc, may mắn, an khang và thịnh vượng. Kính thưa toàn thể quý vị và khách thân mến, sau đây xin mời đại gia đình thân thương của chúng ta ngày hôm nay, chủ nhân của ngôi nhà tràn mang tính chất đẹp đẽ và hiện đại ngày hôm nay trở lại sân khấu cùng ra mắt tới toàn thể quý vị và khách có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin mời. Gia đình của chúng ta ngày hôm nay, cùng các con các cháu chúng ta hãy cùng trở lại sân khấu ngày hôm nay để cùng dành những tình cảm đặc biệt nhất tới toàn thể quý vị quan khách có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin mời đại gia đình thân thương của chúng ta không ạ? Quý vị quan khách thân mến, chủ nhân của tấm thiệp mừng tân gia cũng như đại diện của gia đình, vâng ạ, thật sự ở trong niềm vui của chúng ta cũng được thấy không khí thật sự là tưng bừng phấn khởi. Giờ đây trong niềm vui của những người cha người mẹ đã xây dựng được một ngôi nhà sàn khang trang và đẹp đẽ như thế này, và đông đủ hơn nữa là sự hiện diện đầy đông đủ đầy yêu thương của các con các cháu có mặt trong gia đình. Xin mời quý vị hiện nay một tràng pháo tay thật lớn để chào đón đại gia đình thân thương của chúng tôi ngày hôm nay. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến, hôm nay chủ nhật ngày 25 tháng 2 năm 2024, tức ngày 16 tháng 1 năm Giáp Thìn, tại gia đình bác Quảng Văn Định và bác Lò Thị Hiên tại bản Thanh Chính, xã Nông Luống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên ngày hôm nay long trọng tổ chức đại lễ mừng tân gia đại cát của chúng ta ngày hôm nay. Cũng rất mong toàn thể quý vị khách quý cùng những tình cảm, những món quà mà quý vị đã dành đến cho đại gia đình của chúng tôi ngày hôm nay và sự có mặt đông đủ đầy yêu thương của toàn thể quý vị, ban tổ chức xin phép được thay mặt cho gia đình xin được chân thành cảm ơn và trân quý những tình cảm của toàn thể quý vị khách quý. Chúng ta đã không quản ngại đường xa xa xôi trở về với các bàn tiệc mừng tân gia đại cát của gia đình chúng tôi ngày hôm nay, và rất mong toàn thể quý vị có điều gì đi mà gia đình chúng tôi thiếu sót, rất mong toàn thể quý vị một chút nữa thôi chúng ta hãy cùng dành những tình cảm đặc biệt nữa, đó là chúng ta khi dùng bữa xong rồi, rất mong toàn thể quý vị khách quý chúng ta hãy nán lại với gia đình cùng những điệu múa, điệu nhảy, làm sao mà chúng ta tổ chức một bữa tiệc mừng tân gia đại cát thật sự đầy ý nghĩa và hạnh phúc để toàn thể quý vị ạ. Cảm ơn khách từ sò chiêng bò mè pinong tinh cẩu tinh xiêm tinh xiêm tinh sao trong bà má đỏ khay cửa bà long lung long và dây kim tó bản tó cuống cửa những lời lại pí hi lại khẩu đi đẹp chém ngam cửa nhắc báo vít bóng gần hè báo vít thể là hay cửa tác vịt báo trăm cửa tháng năm báo cuốn cửa chẳng ba má bò mè ơi nhân thảo lo cửa nhắc mày lo to khát trắng phù lông cửa chẳng ứng xá phành lén lành cửa chẳng đẹp trung non kiến anh cửa nhắc máu này du lại kiến hai cửa chẳng máu này du la cửa chẳng ba má chẳng ông thịt hay lại cha thì na lại hờ tành mồ má biết đấy hát nàn lại tù chẳng ba má cửa lấy ngất nói chẳng má mày lửa ngứt xương lấy ngất lửa ngất cổng chẳng má mày lửa ngứt sứa lấy ngất bên tìm chẳng có bó non băm lấy ngất bên cầm chẳng có bó non la cả chẳng kiếm phái quả hà phái sai chẳng này nhai bón mỡ mắt sáng bón ngam cửa chẳng ba mỡ chẳng này bèn sư si tăng nga hai bèn sư sai cứ nằm rôm chẳng ba lán ao lệch ma mắt nó chân đi chẳng ban ải nòng tổ thờ mắt thẹn ba lăm chẳng ba sẽ để lại vườn tổ lầy xây lại lại bến lại mưa cầm pin chẳng mất bền hơn tay cái lại sóng khoảng chẳng mất bền hơn hàn bê tông quảng chẳng tá sơn cái chẳng ba mỡ hơn sao cửa bung điều chẳng hà lại vì đi bên chàng mười bón bên ngam chẳng này là há cửa mới non là con cửa mới rú ao lu ao lán cửa mới mà mắt pe ao thò ao ké cửa mới mặn mới dương mất đi chẳng hà lại mười đi bên chàng mười bón bên ngam chẳng
này tổ chức nguồn xe cả trắng này cáo này mới ở pò mè ải nòng chủng bố lại môn và trắng pò mè hao cả nhám bất tỉ bất tan hạc bánh trắng bái bịa lang hàn mất kèn tòm họ buồn mất chung mơ nho mất cảm mơ mù mất chung thở à bà lung hảo hàn mà tương cánh bà mất chung thở à hơn mà hao hơn nào phà mản lo khay cầu ơn pò mè pi nòng à sát ra cửa bốn mét mơ lan đòn pò mè ơi cả trắng ba mỡ tòn lón pò mè bê hòn bón họ tì bê đi đẹp chém ngam pò mè hao cả trắng quảng sản ra hở tây hơn bay lại bóng phà nào viện nọ khách cửa cầu ơn pò mè là xúc động của bốn mét khay tây ngân ít xóm mỹ chén lẩu hồng xóm chúc pò mè pi nòng tinh cá là buồn mũ lẩu bát tàu hao xóm cửa hào cửa hàn cửa mặn cửa dưới nọ pò mè ơi khách cửa trường đi pi mà é nọ hao xóm chúc được căn chưa là cửa lại kín lại muôn là căn pò mè nọ khách hao khái chén lẩu tìm chúc là pò mè pi nòng tinh cá hao là buồn mũ lẩu bát tàu nọ pò ơi hai chén lẩu tìm ơi. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị quan khách thân mến, sau đây đại gia đình thân thương của chúng tôi xin có chén rượu thay cho lời cảm tạ chân thành nhất tới toàn thể quý vị khách quý chúng ta đã hiện diện tại đại lễ mừng tuần già đại cát của đại gia đình chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị ơi, cho ban tổ chức một chén đi. Dạ vâng, xin mời toàn thể quý vị khách quý chúng ta hãy nâng ly rượu thật này cùng chúc mừng tới đại gia đình thân thương của chúng ta ngày hôm nay. Hảo Hàn Mạc Dương, Bền Đắc Em Tên Căm Hảo Phả Long Đúng Long Mỹ Tăng Sạc Ý Kinh Băng Lên Bà Bè Đơ. Xong chén bước vô đi. Thế kỷ lót chén hảo, chén hàn hay chén bàn, chén dưa nó có mấy đâu. Bố mẹ ơi, hay hôm hai chén thứ sóng đâu. Tay hơn mi chén thứ sóng. Thế kỷ chén hảo, chén hàn khay chén mặn khay dương chúc hợp phong mấy hao tinh cá phong cả hào cả hàn cả mặn cả dương nọ rú đi mi hanh hào cho ăn hàn cho bón dương đại cầu thầu lại chiêng ngấp bao mấy.